Đau thắt ngực có nguy hiểm không? Đau thắt ngực là một trong các dạng đau ngực và là triệu chứng phổ biến ở các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch. Trên thực tế, cơn đau ngực có thể chỉ do sự căng cơ thành ngực quá mức sau khi nâng vật nặng, kéo giãn hoặc cử động đột ngột. Trong nhiều trường hợp, cơn đau ngực có thể do các nguyên nhân bệnh lý bao gồm bệnh về phổi như viêm phổi, viêm màng phổi, thuyên tắc phổi, tràn khí màng phổi, bệnh tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, bệnh cơ xương khớp như bệnh viêm khớp sụn sườn, bệnh tim mạch như mạch vành, nhồi máu cơ tim, bóc tách động mạch chủ ngực. Trong đó, cơn đau ngực do các bệnh lý tim mạch gây nhiều lo lắng nhất. Cơn đau ngực do tim có đặc điểm gì? Cơn đau ngực do bệnh tim thường là đau thắt ngực với một số đặc điểm sau: vị trí đau, đau xương ức, đau lan lên mặt trong cánh tay, cẳng tay, xuống ngón tay hoặc lan lên cằm và ra sau lưng, có khi lại đau xuống dưới khiến bệnh nhân dễ nhầm với đau dạ dày. Tính chất cơn đau: đau thắt lại có thể gặp cảm giác bị đè ép, đau như dao đâm. Thời gian đau từ vài giây tới vài phút. Có hai dạng đau thắt ngực gồm cơn đau ổn định và cơn đau không ổn định. Đau thắt ngực ổn định thường xảy ra khi gắng sức và giảm dần hoặc hết khi nghỉ ngơi. Đau thắt ngực không ổn định xảy ra ngay cả khi bệnh nhân không gắng sức và không giảm khi nghỉ ngơi. Bệnh động mạch vành là nguyên nhân hàng đầu gây đau thắt ngực. Sự tắc hẹp của các mạch máu nuôi cơ tim làm cho lượng máu đến tim kém và gây ra các cơn đau. Cơn đau thắt ngực nguy hiểm thế nào? Các cơn đau không ổn định thường dễ gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh hơn. Nếu đau thắt ngực kéo dài trên 20 phút thì có thể người bệnh đã bị nhồi máu cơ tim. Đây là trường hợp cấp cứu cần được đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời. Nếu cơn đau thắt ngực kèm theo triệu chứng lo sợ, vã mồ hôi cũng cần gọi cấp cứu ngay. Đặc biệt, những bệnh nhân đang mắc hoặc có tiền sử bệnh động mạch vành cần cảnh giác với cả những cơn đau thắt ngực ổn định, cần tới cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám chuyên sâu. Làm thế nào để chẩn đoán, phân biệt các cơn đau ngực? Các bác sĩ có thể phải dùng đến nhiều phương pháp chẩn đoán khác nhau như điện tâm đồ, ghi nhận hoạt động phát và truyền xung điện của cơ tim. Phương pháp này cần làm sớm ngay khi tiếp nhận bệnh nhân. Holter điện tâm đồ, theo dõi sự biến thiên của nhịp tim trong khoảng thời gian nhất định, từ đó phát hiện những bất thường của nhịp tim mà điện tâm đồ thường quy không tìm ra. Siêu âm tim, ghi nhận những hình ảnh động về tim giúp phát hiện các bất thường trong quá trình hoạt động của tim. X-quang ngực, giúp chẩn đoán nguyên nhân đau ngực do các tổn thương ở phổi và phát hiện các dấu hiệu bệnh lý tim mạch như bóng tim to, giãn trung thất. CT động mạch vành, đây là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh mạch vành, giúp đánh giá xác định vị trí và mức độ hẹp động mạch vành. CT động mạch phổi, nhằm quan sát mức độ lưu thông của dòng máu trong phổi, giúp xác định thuyên tắc mạch phổi, phân biệt với các trường hợp tắc hẹp mạch vành. Xét nghiệm máu, đo nồng độ của dấu ấn sinh học báo hiệu nhồi máu cơ tim, hoặc một xét nghiệm máu khác là D-dimer. Kết quả D-dimer tăng cao, cảnh báo huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi. Tại thư cúc TCI, bệnh nhân gặp cơn đau ngực được thăm khám bởi bác sĩ tim mạch hàng đầu cùng sự hỗ trợ đắc lực của những thiết bị máy móc hiện đại như hệ thống xét nghiệm tự động bằng robot, máy siêu âm tim, X-quang kỹ thuật số, chụp CT đa dãy, cộng hưởng từ nguyên lý H2. Ngay khi thấy xuất hiện cơn đau thắt ngực hoặc các cơn đau ngực nói chung, bạn nên thăm khám để được chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời.